Thác nước lớn nhất thế giới nằm dưới nước. Thác nước eo biển Đan Mạch nằm giữa Iceland và Greenland. Nếu bạn đột nhiên có màng cá, cho phép bạn thở thoải mái dưới nước, bạn sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều thác nước ngoạn mục. Chúng bắt đầu ở độ sâu 600 m dưới bề mặt, sau đó giảm gần 3.000 m xuống độ sâu 3.050 m. Nhìn chung, các thác nước thường có bề mặt trơn trượt, nhưng thác Bua Tong hay còn gọi là thác Sticky ở Thái Lan lại khác. Nó có bề mặt rình rính vì đá vôi bên dưới, không có chất nhờn hoặc tảo trên đá. Nó tạo ra lực kéo lớn đến mức bạn thực sự có thể leo lên thác nước này mà không cần sử dụng bất kỳ thiết bị đặc biệt nào. Ở Kimberley, Thầy Úc, bạn có thể khám phá một trong hai thác nước nằm ngang duy nhất trên thế giới. Một hiện tượng thú vị dưới đại dương tạo ra những dòng chảy nằm ngang, trông như thác nước nghiêng sang một bên. Thác hình thành khi thủy triều rất cao di chuyển qua một khoảng hở giữa hai ngọn núi thuộc dãy McLarty. Nước thủy triều mạnh dồn lại ở một bên của vách núi hẹp rồi chảy rất nhanh. Việc này dẫn đến sự xuất hiện của một thác nước. Thác nước này cũng có thể đảo ngược. Hàng ngày, khi thủy triều thay đổi, nó sẽ bắt đầu chảy theo hướng ngược lại. Ẩn mình trong dãy núi Anina ở Romania, trên sông Minis, có một thác nước tuyệt đẹp, hình tròn cao gần 8 mét. Nó từng đổ xuống một thảm rêu xanh qua một tảng đá lớn. Khi va vào đá, nước tách thành nhiều dòng, đổ xuống một lòng trào nhỏ bên dưới. Thật không may, thác nước độc đáo này đã sụp đổ vào năm 2021 và khoảnh khắc đó đã được một người qua đường chụp lại bằng máy ảnh. Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng vì chính quyền địa phương tin rằng thác nước sẽ tái sinh và từ từ sẽ bắt đầu chảy qua các thảm rêu hóa đá mới. Một bí ẩn của tự nhiên đã khiến các nhà địa chất học khó hiểu trong nhiều năm là thác nước Devil's Kettle ở bờ bắc của Minnesota. Một phần của thác đổ tự nhiên xuống các tảng đá, sau đó đổ ra sông, phần còn lại là bí ẩn. Nó chảy vào một hố sâu, rồi dường như đột ngột biến mất. Và không chỉ có nước, mà tất cả mọi thứ rơi xuống đó đều như thế. Các nhà khoa học đã xem xét những gì xảy ra với phần nước này. Họ đã thử mọi cách, từ ném thiết bị theo dõi GPS cho đến ném quả bóng bàn xuống hố để xem liệu có thể tìm thấy chúng ở những nơi khác trên dòng sông hay không. Họ không có manh mối nào sau tất cả những thử nghiệm đó. Bước đầu tiên để giải quyết bí ẩn này là tìm hiểu dòng chảy của nước. Cái hố về cơ bản là một máy xay sinh tố khổng lồ. Nước quay xung quanh nó với tốc độ và lực mạnh đến nỗi nghiền nát mọi thứ rơi xuống đó. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu đã đo thể tích của nước dưới con sông ngay trước khi nó đi vào thác, sau đó so sánh với thể tích ở dưới đáy. Thật ngạc nhiên, họ thấy rằng con số gần như bằng nhau. Vì vậy, những gì đi vào hố đến một lúc nào đó sẽ chảy ngược ra sông, nhưng họ vẫn chưa tìm ra chỗ đó là ở đâu. Thác Máu là một chuỗi các thác nước nằm ở một trong những vùng khô hạn nhất của Nam Cực. Nó hình thành trong một hồ nước ngầm chứa đầy vi khuẩn đặc biệt. Những sinh vật nhỏ bé đó sử dụng sun phát chứ không phải đường làm nhiên liệu. Điều này khiến chúng rất hấp dẫn đối với các nhà khoa học. Nước trong hồ chứa đầy sắt và sẽ bị rỉ khi gặp không khí. Phản ứng hóa học mang đến cho thác nước màu đỏ độc đáo. Điều này giải thích cho tên gọi của thác. Thác nước ở Mauritius này đã thu hút rất nhiều du khách trong những năm qua. Nhưng thật không may, đó chỉ là một ảo ảnh quang học. Nếu nhìn từ trên cao, bạn sẽ bị đánh lừa khi nghĩ rằng bạn đang nhìn thấy một thác nước dưới nước. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là dòng chảy của cát và trầm tích muối. Bạn sẽ cần nhìn từ một góc khác để thấy nó thực ra chỉ là đại dương với các màu sắc khác nhau là xanh lam, xanh lục và trắng. Những màu sắc này khiến bạn nghĩ rằng mình đang nhìn thấy một hình ảnh 3D. Seljalandsfoss là một trong những thác nước thu hút nhiều du khách nhất ở Iceland vì nó cũng mang đến trải nghiệm 3 chiều độc đáo. Cao hơn 60 mét, thác không chỉ có vẻ bề ngoài rất đẹp mà còn có một con đường mòn rất dễ đi cho phép bạn nhìn thấy thác nước từ phía sau. Thác Havasu ở Canyon Creek, bang Arizona tuyệt vời không chỉ vì kích thước hay thể tích nước của nó mà còn vì thác được bao quanh bởi một sa mạc. Có một sự tương phản đẹp mắt giữa màu đỏ của đất và màu xanh lục lam của nước. Nước có màu độc đáo như vậy là do có chứa hàm lượng canxi carbonate cao. Màu sắc đặc biệt này đã được dùng để đặt tên cho một bộ tộc địa phương. Đó là người Havasupai. Từ này dịch ra có nghĩa là người của vùng nước xanh lục lam. Thác Havasu đổ từ một vách đá thẳng đứng cao 30 mét xuống một hồ nước tự nhiên. Rất thích hợp để bơi nhỉ? Bạn có thể tìm thấy thác Eternal Flame ở ngoại ô New York gần Canada. Đây là một thác nước nhỏ nhưng có một bí mật. Đó là một ngọn lửa cao khoảng 20cm. Nguồn lửa là do khí tự nhiên rò rỉ. Những người đi bộ đường dài thích thắp sáng lại nó nếu họ thấy nó đã tắt. Thác Iguazu trải dài qua nhiều khu vực của Brazil và Argentina và được bao quanh bởi hệ thiên nhiên phong phú.
Tên thác xuất phát từ một trong tiếng Guarani, có nghĩa là nước lớn. Chuyện kể rằng, khi phu nhân Eleanor Roosevelt nhìn thấy thác Iguazu, bà cảm thấy tội nghiệp cho các thác nước tại Mỹ và thốt lên rằng, tội nghiệp Niagara. Khu vực thác nước này là nơi duy nhất trên thế giới, ngoài Úc, mà bạn có thể tìm thấy thú có túi Opos. Ngoài ra, còn có một nơi mà du khách có thể có được tầm nhìn 260 độ của thác nước đổ xuống. Hãy đến Croatia. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ thác nước, Plitvice nằm trong vườn quốc gia lâu đời nhất khu vực Đông Nam châu Âu nhé. Đây cũng là một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận. Công viên có vô số hồ và thác nước. Mỗi thác có một màu sắc khác nhau. Màu sắc phụ thuộc vào loại khoáng chất có trong nước. Vùng nước được bao quanh bởi một khu rừng rậm rạp xanh tươi. Vào mùa lạnh, những vùng nước đó đóng băng, khiến công viên trông giống một xứ sở mùa đông thần tiên. Nước có thể đóng băng trong hơn 30 ngày mỗi đợt. Thác nước Angel cao nhất thế giới với chiều cao hơn 975 mét và bạn có thể tìm thấy nó ở Venezuela. Thác được bao quanh bởi vườn quốc gia Canaima, là vườn quốc gia lớn thứ 6 trên thế giới. Vào mùa mưa, thác Angel tách thành hai thác riêng biệt. Thác nước trở nên mạnh đến mức bạn có thể cảm nhận được những tia nước bắn ra từ cách xa hàng km. Trong những tháng nóng hơn, nước bốc hơi trước khi chạm đến đáy, tạo ra màn sương mù mùa thu nổi tiếng. Thác nước này được phát hiện vào năm 1952. Thác Batara George đổ xuống một cái hồ gần núi Lebanon, phía sau ba cây cầu tự nhiên, và đổ từ độ cao 250 mét xuống một hang động đá vôi kỷ Jura. Hang động này là kết quả của quá trình bào mòn đá vôi diễn ra trong hàng triệu năm. Các nhà địa chất ước tính rằng hang động khoảng 160 triệu năm tuổi, vì vậy có thể nó đã từng nhìn thấy một số loài khủng long. Tốt nhất bạn nên đến tham quan vào tháng 3 hoặc tháng 4 khi thác có nước do tuyết tan trên núi. Nếu bạn muốn tìm thấy thác nước đổ xuống bãi biển, hãy đến California để chiêm ngưỡng thác Magway. Nó từng đổ thẳng xuống đại dương, nhưng vào năm 1983, một trận lở đất rất lớn đã đổ xuống khu vực nước bên dưới thác và tạo thành một bãi biển. Khu vực này khá hẻo lánh vì rất khó tiếp cận. Bù lại con thác chảy quanh năm, bạn có thể thấy nó từ một góc trên con đường mòn phía trên. Người dân địa phương nói rằng bạn sẽ thấy những khung cảnh đẹp nhất khi mặt trời lặn.